Thân chào anh em đã trở lại kênh của mình ha. Video này mình chia sẻ cho anh em làm cái hiệu ứng vẽ bằng tay, tạo hiệu ứng cho những bức ảnh trên ứng dụng kinemaster nghe anh em. Tương tự như là hiệu ứng handwriting trên ứng dụng bobo trên máy tính nghe anh em. Và video này chỉ là hình thức giải trí, tạo ra hiệu ứng lạ mắt trên kinemaster thôi, chứ không có sử dụng được như là bobo trên máy tính nghe anh em. Mời anh em theo dõi tiếp video này để cùng mình thực hiện nghe anh em. Thank you.
Video mình đã kết thúc nghe anh em. Về phần vật liệu trong video, mình đã để dưới phần mô tả để anh em dễ dàng sử dụng. Nếu anh em thấy thích video, nhớ cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nghe anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.